Truyền thống tới truyền thống là một hành trình của thầy và trò khoa hội họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhằm tiếp nối những tinh hoa của dòng tranh dân gian hàng trống bằng cách đưa những họa tiết của tranh hàng trống lên những chất liệu truyền thống khác của hội họa Việt Nam. Đó chính là hai đầu truyền thống. Tôi viết ra một cái dự án muốn bảo tồn một cái di sản, một cái dòng tranh bằng cách là cho nó được viết tiếp bởi một cái thế hệ họa sĩ trẻ hơn, cụ thể là những cái bạn sinh viên sắp ra trường, những bạn sinh viên năm cuối. Về mặt kỹ thuật thì đã tương đối hoàn chỉnh và muốn có một cái mở rộng về khả năng sáng tác thì chúng tôi đã thiết kế ra một cái dự án để mà bạn ấy có thể đối thoại trực tiếp với cả một cái di sản truyền thống. Và sử dụng những cái cảm hứng đó, những cái họa tiết cũng như là những cái cách tiếp cận về tranh hàng trống, một quan trọng hơn là cái tình yêu nghề cũng như là cái tình yêu văn hóa bản sắc. Đình Nam Hương cổ kính, chứng nhân cho những sự đổi thay của phố hàng trống cả trăm năm qua, ngày hôm nay trở thành điểm xuất phát cho chuyến hành trình từ truyền thống tới truyền thống của những người trẻ tuổi. Chuyến hành trình ấy được khởi động bằng những câu chuyện kể của nghệ nhân Lê Đình Nghiên, người nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh dân gian hàng trống. Ông kể về Hà Nội, về hàng trống, về phố, về tranh. Ông vẽ, ông thao tác. Những tác phẩm tranh hàng trống bỗng chốc trở nên gần gũi hơn, dễ hiểu hơn trong mắt những người nghệ sĩ trẻ. Tranh hàng trống thì đã biết là nó là một cái bài học trong truyền thể, trong sân mài, nhưng mà cái việc để hiểu rõ về dòng tranh cũng như là các kỹ thuật và quy trình làm một cái tranh hàng trống thì gần như là các bạn sinh viên không có nhiều tư liệu. Thì qua cái việc trao đổi tiếp xúc và được đối thoại với nghệ nhân thì các em hiểu sâu hơn về cái dòng tranh hàng trống, về cái đặc sắc của cái dòng tranh ở nơi thành thị, và qua đó thì các em cũng có những cái hiểu sâu hơn về kỹ thuật cũng như là về một cái quy trình làm một tác phẩm, và từ đó khi các em vận dụng ứng biến vào trong tranh sân mài thì có cái những chuyển chuyển và có những cái rất tinh tế. Khi được đối thoại trực tiếp với cả nghệ nhân Lê Đình Nghiên thì mình đã hiểu rõ hơn về cái dòng tranh hàng trống, như là ý nghĩa thờ phụng, cũng như là những cái chi tiết, những cái cách để thực hiện một cái bức tranh nó như thế nào một cách rõ ràng hơn. Trước đây khi mà mình xem những cái bức tranh đấy qua mạng ấy, hoặc là mình nghe qua các cái thầy giới thiệu thì mình chỉ biết về cái bề mặt của tranh thôi, có nghĩa là mình chỉ nhìn thấy cái hình ảnh đấy thôi, mình không hiểu được cái nội dung và cũng không hiểu được cái cách làm, những cái tại sao họ lại làm như thế, là cái cách để họ thực hiện cái bức tranh là như thế nào. Thì khi được đối thoại với cả bác Lê Đình Nghiên thì mình đã hiểu rõ hơn. Ngọn lửa tình yêu với những điều truyền thống xưa cũ đã được nhen lên từ những câu chuyện của người nghệ nhân già như thế. Kể từ đây, hành trình đưa truyền thống tới truyền thống đã dần thành hình. Những buổi thảo luận giữa thầy và trò, giữa những người bạn học được diễn ra cũng ngay chính tại không gian đình Nam Hương. Để từ đây, ta mới nhận ra trong đầu óc của những nghệ sĩ trẻ tuổi là ấm ấp những ý tưởng, những sáng tạo. Hóa ra, tranh hàng trống lại có thể khơi gợi nhiều điều đến thế.
cái trăn trở băn khoăn của tôi thì khi tham gia dự án thì các em sinh viên cái cách thức mà tiếp cận với các em sẽ như thế nào, tại vì là thực ra các em cũng là một cái thế hệ tiếp nối so với thế hệ của chúng tôi, thì mỗi thế hệ có một cái cách tiếp cận với cái đối tượng mình nghiên cứu nó khác nhau. Nhưng mà có thể là các em cũng bây giờ thì như bạn biết là các cái công nghệ và các cái thời đại 4 chấm thì có rất nhiều thứ nó cập nhật, và đi tìm những cái giá trị truyền thống thì thường là với người trẻ thì cũng có nhiều cái lúc có sao nhãng. Sơn mài, chất liệu đặc sắc của hội họa Việt Nam, là một đích đến trong chuyến hành trình lần này. Sơn mài thì cứng, mà tranh hàng trống vẽ trên giấy gió lại mềm. Điểm chung có lẽ là sự xưa cũ và cầu kỳ. Trong xưởng tranh rộng rãi này, những sinh viên, những nghệ sĩ trẻ đang đưa hai điều truyền thống tưởng chừng đối ngược với nhau ấy hòa lại thành một. Không có chuyến đi nào là dễ dàng cả. Và chuyến hành trình đưa những họa tiết của tranh hàng trống đến gặp dòng nghệ thuật sơn mài cũng đầy rẫy những khó khăn. Khó khăn đầu tiên là tìm cái nguồn tài liệu. Thì mình tìm trên mạng thì các cái nguồn tài liệu thông thường nó không được rõ nét, mà trong đó khi đó cái nét ở trên hàng trống nó lại rất là điêu luyện và rất là có một cái tinh thần rất là đẹp. Thế nên là khó khăn đầu tiên là cái tìm nguồn đấy. Thứ hai là sau khi có được một cái tài liệu để vẽ rồi thì để thể hiện lại được cái tinh thần đấy nó cũng rất là khó. Tại vì nó cũng là một tinh thần rất là lâu dài, lâu đời rồi. Các cái nét nếu mà mình vẽ lên thông thường rất là các chi tiết nó rất là nhiều và nhỏ. Thế nên nó mất nhiều công sức để ngay từ cái giai đoạn đi nét ban đầu. Từ những đôi bàn tay tỉ mẩn, từng lớp tranh được mài ra. Những họa tiết của dòng tranh dân gian hàng trống dần thành hình, không phải trên giấy gió bùi dày, mà là trên những bức tranh, những chiếc đĩa, những chiếc bình hoa gốm. Hóa ra, tranh hàng trống với nghệ thuật sơn mài lại có thể hòa hợp với nhau đến thế. Hóa ra, sắc vàng, sắc đỏ của sơn mài lại có thể ánh lên trong tranh hàng trống lung linh đến như vậy. Hoặc thể trái tim của những người nghệ sĩ yêu cái đẹp và đắm say với những giá trị truyền thống đã đem những điều tưởng chừng không liên quan ấy lại gần với nhau. Những khó khăn, những vướng mắc dần được gỡ bỏ để những bức tranh hàng trống tìm được cho mình một cách thể hiện mới trên những tác phẩm sơn mài. Chẳng hạn như cái bình này thì là mình lấy họa tiết từ tranh dân gian hàng trống là đám cưới chuột. Đó, thì nó có cái thời gian đám cưới chuột ở trong tranh hàng trống cũng khá nhiều phiên bản. Thì phiên bản mình lấy nó chỉ một trong những cái trên đấy thôi. Thì phiên bản này có liên quan, có sự lồng ghép thêm cả việc là Đỗ Trạng Nguyên. Thế nên là có cái chữ đấy, xuất thân Trạng Nguyên ở trên đấy. Đấy, con mèo mình vẽ trên cái hình tròn này, đấy, thể hiện cái sự vòng lặp. Mình mong muốn thể hiện được cái sự vòng lọc giữa trên là sinh và tử, cái việc mà chẳng hạn như kiểu lấy nhau để con đẻ cái đấy là sinh, còn cái việc diệt thì là khi đến con mèo này thì nó là đấy, nó là cái sự sinh diệt của tuần hoàn của vũ trụ tự nhiên. Các sinh viên sân mài khi các em tiếp cận với cái dự án này và thông qua dự án và đối thoại với tranh hàng trống thì tôi thấy một việc là các bạn trẻ có một cái sự hứng thú rất say mê tìm tòi về những cái dòng nghệ thuật truyền thống của châu Âu và đặc biệt là nhất là trong đây trong tranh hàng trống. Thì thông qua những cái cuộc trao đổi và đối thoại với nghệ nhân thì các bạn mở rộng được cái biên độ nghiên cứu về chất liệu và từ đó thì các bạn tìm ra được những cái cách thức mà để có thể phát triển cái kỹ thuật sơn mài thông qua cái việc ứng biến với tranh hàng trống.
sự dịu dàng của giấy gió và sự tinh tế trong những nét vẽ đã tạo nên vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian của dòng tranh hàng trống. Và trong tranh lụa, ta cũng tìm thấy sự dịu dàng đó. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi lụa lại được chọn là đích đến tiếp theo của từ truyền thống tới truyền thống. Cái đặc trưng rất là cơ bản của cái tranh hàng trống đó chính là cái khả năng mà sử dụng nước trong cái việc mà diễn khối cũng như là vờn màu ở trong tranh hàng trống, nó rất gần với cả cái cách vẽ ẩm và tạo các cái độ loang ở trong tranh lụa. Hơn nữa, tranh hàng trống nó có một cái hệ nét rất là tinh tế, thì tôi nghĩ là cái khả năng này với cái việc mà sử dụng những cái kỹ thuật vẽ bằng bút nhỏ, bút tỉa nhỏ ở trên tranh lụa thì nó hoàn toàn có thể tái tạo cũng như là đẩy cái cảm hứng của cái sự khéo léo cũng như của những cái nét đẹp của cái nét của tranh hàng trống biến chuyển vào trong các tác phẩm. Không dừng lại ở những thế mạnh về sự tương đồng trong chất liệu, không dừng lại ở việc đưa các họa tiết tranh hàng trống lên tranh lụa, các bạn sinh viên lớp tranh lụa tham gia vào dự án với một tâm thế đưa truyền thống đến với truyền thống bằng một hành trình trẻ trung và sáng tạo. Từ đây, những tác phẩm rèm lụa, đèn lụa, phối hợp lụa với thêu ra đời, mà hoa văn chủ đạo chính là những nét thanh tú, tinh xảo của dòng tranh dân gian hàng trống. Cái sự khác biệt ở đây, tôi sẽ để một khoảng mở để cho cái sáng tạo cá nhân có thể can thiệp ngay vào trong cái đoạn giữa mà bạn đề cập tới. Nó không đơn thuần là chỉ là cắt ghép từ những cái họa tiết của trên hàng trống, mà nó sẽ có một cái khoảng mở và một cái khoảng trống nhất định để các bạn có thể đưa những cái suy tư cá nhân của mình, của cái cuộc sống của những người trẻ ngày hôm nay vào trong một cái câu chuyện đối thoại với cả một cái di sản của truyền thống, cũng như là mở ra một cái hướng cho tương lai, cho đặt lại cái câu hỏi suy tư về cái giá trị của những cái giá trị di sản văn hóa truyền thống. Không đóng khuôn tác phẩm của mình trong hai chữ trưng bày, làm thế nào để những sản phẩm làm ra sẽ được ứng dụng vào đời sống? Đó là lối tư duy rất khác của các sinh viên lớp tranh lụa, mà để làm được điều đó là hàng loạt những khó khăn phải vượt qua. Kích cỡ bức tranh thì nó quá to, việc vận chuyển rồi sau đó là việc di chuyển lại để đảm bảo là cái bức tranh nó có được màu sắc đúng như ý nghĩa thì nó rất là khó. Theo là nó lại nhiều nữa, cái tấm rèm của mình nó có tới tận 2 lớp liền. Thế khi mà mình phải đảm bảo là mình nhìn qua 2 lớp mà mình có thể nhìn được những cái lớp đằng sau nữa. Chúng ta quay lại với đỉnh Nam Hương, điểm xuất phát của chuyến hành trình đầy ý nghĩa này. Đỉnh Nam Hương hôm nay khác với đỉnh của cách đây 1 tháng trước. Đỉnh ngày hôm nay không chỉ có những bức tranh hàng trống của nghệ nhân Lê Đình Nghiên, mà xen với đó là những bức tranh hàng trống trên chất liệu sơn mài, là những tấm rèm lụa. Chuyến hành trình kéo dài 1 tháng của thầy và trò khoa hội họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã kết thúc. Triển lãm từ truyền thống tới truyền thống cuối cùng cũng đã được diễn ra ngay tại phố Hàng Trống, nơi chứng kiến sự ra đời, hưng thịnh và dần mai một của một dòng tranh. Triển lãm là tâm huyết, là thành quả của sự miệt mài, là tình yêu của tất cả những người đang có mặt ở đây dành cho những tinh hoa truyền thống. Thank you.
Dự án này là một dự án nó khởi động một cái dự án lớn hơn, tương đối thành công ở cái mức độ là trong vòng một cái thời gian rất là ngắn, có hơn 3 tuần thôi, thì tôi nghĩ là cái số lượng công việc của cả thầy và trò làm được như thế này cũng đã là rất là nhiều đấy, và các bạn cũng có nhiều cái nỗ lực, cái cố gắng, và tôi nghĩ là nó khai thác chính cái vấn đề cái phản ánh cái cá nhân của mình ở trong một cái mối tương quan, nhìn nhận lại những cái giá trị về di sản của tranh Hàng Trống nói riêng, cũng như là cái giá trị di sản của văn hóa Việt Nam nói chung. Thì tôi nghĩ với cái dự án lần này, chúng tôi có thể mở tiếp tục ra những cái hướng có thể kết hợp với những cái giá trị di sản truyền thống của những cái dân tộc khác. Trong không gian ấm cúng của đình Nam Hương, trong vườn hoa Hàng Trống, tác phẩm sơn mài của Nguyễn Thị Trang, cô sinh viên bé nhỏ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam được trưng bày trang trọng. Trong vườn hoa Hàng Trống, Trang không chọn thể hiện lại một tác phẩm tranh Hàng Trống nào cụ thể, mà đã thể hiện lại các họa tiết, hoa, lá, con vật từng xuất hiện trong các bức tranh Hàng Trống. Tác phẩm của Trang được thể hiện dưới hình thức một cuốn sách, để khi lật dở ra, người xem như thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những bức tranh Hàng Trống cổ xưa trong một vườn hoa Hàng Trống. Đó chính là cách mà những người trẻ tuổi dùng để tiếp nối truyền thống. Sau khi mà có ý tưởng và bắt đầu lên ý tưởng thì mình đã phải tìm hiểu rất là sâu về tranh của các cụ, về các cái nét đẹp ở trong tranh ấy. Thì là mình cảm thấy là các cụ vẽ thật sự là rất là đẹp và mình cảm thấy là yêu quý nó, và mình cố gắng để làm sao mình mang được cái nét đẹp đấy về trong tác phẩm của mình. Nhiều cái phương án, cái tác phẩm các bạn đưa ra tôi thấy cũng khá bất ngờ, bởi vì nó cũng bắt đầu vượt ra dần khỏi cái thói quen cũng như cái tiếp cận mà gọi là mô phỏng hoặc là ghi chép thông thường, mà các bạn có thể ứng tác và lấy cái tinh thần của cái tranh Hàng Trống để ứng tác với cả những cái tác phẩm mà tôi nghĩ là nó đã có cái sự mà vượt ra khỏi cái khuôn khổ của những cái khung tranh truyền thống. Vậy là chuyến hành trình từ truyền thống tới truyền thống đã được khép lại. Như một vòng tròn, đình Nam Hương, trạm khởi hành của chuyến đi ấy, cũng là điểm cuối cùng chứng kiến những nỗ lực của những người trẻ tuổi trong việc gìn giữ những giá trị xưa cũ. Những giá trị xưa cũ cũng sẽ là một vòng tuần hoàn như vậy, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Từ một dự án dành cho dòng tranh Hàng Trống, sẽ có những chuyến hành trình níu giữ những giá trị tinh hoa khác. Chỉ cần vẫn còn những người đem lòng yêu lấy những điều xưa cũ ấy.